Hello mọi người nha. Thái với Trinh mới vừa tới điểm câu nha mọi người. Hôm nay thì sẽ câu ở một cái điểm mới nha. Điểm này thì trước giờ Thái với Trinh chưa từng câu lần nào luôn á mọi người. Chạy ngang đây thấy cái gốc gáo này ngon quá trời ngon nè. Bây giờ Thái với Trinh sẽ dọn đồ xuống đây nha mọi người. Thì mồi câu thì vẫn là mồi dế nha mọi người. Thái sẽ tiến hành xả mồi nha mọi người. Thái mới vừa trộn mồi xong nè. Vụ cá lại nha. Cho cá chê lỗ gom lại mọi người. Xuống cặn nha mọi người. Kéo mỏng lên tìm hết trơn mà. Quen quen. Ui. Ồ, em đầu tiên nha mọi người. Đã. Vô đầu tiên nha. Mình có gom đảo quá em. Ừ. Em có thấy. Em có. Trời ơi trời. Trời chín dính cái lỗ mọi người. Ủa đã vậy trời. Ơi. Ngon lành. Ok xuống lại mọi người. Trinh câu quá dữ. Đây mà lạng của em lên chỗ đó lên tim của em. Bụng bụng luôn kìa. Lên thả xuống nữa lên. Nè ăn đi. Thấy không có thói. Ồ vậy là ăn thức ăn em ơi. Ok xuống lại nha mọi người. Nè. Cái bữa kém nhẹ nhàng ha. Rồi. Lên. Trời. Ôi con gì cá chê vậy? Trời. Ôi con này bự. Trời nó cút cẳng quá. Trời nó cút cẳng quá hả mọi người ơi. Chết bà sao bắt nó đây. Để coi dướng không. Còn không gãy sấy rồi. Còn. Còn mọi người ơi. Trời. Hôm nay ông mới lộ xuống này. Trời cắp bự con này. Để con nó dính đâu, dính mấy nổ được. Rồi máng trên, máng cái trên mọi người. Rồi trời, nút bị gần quá. Nhắn cầm thôi. Con sao? Con cắm. Ủa, cái đi sao? Ui quá trời luôn mọi người. Ôi mất một quả sấy. Cái trái trắng mọi người đó. Trắng rồi hả? Đã rồi chưa? Nghe luôn cái chè bằng kia luôn nha mọi người. Cái tay có thấy nè. Rồi em đưa cái xô cho anh đi. Mọi người. Nó dính trên này, thấy được. Rồi dính mép trên này mọi người. Ừ. Thấy hả? Quá phê mọi người ơi. Trong cái cẩu luôn mọi người. Ok xuống lại nha mọi người. Trời. Rồi. Giật luôn. Rồi.
mày kệ tôi. Cái gô nào mọi người, dãy mày lửa câu của Thái thì khỏi bao dãy nha mọi người, bao sảy luôn nha. Nó phê cho mọi người nhìn vô nè, kéo luôn á. Ăn luôn vậy. Ăn rồi. Cá chê mọi người, cá chê rồi, ăn rồi là cá chê nha. Thôi vậy chứ, vậy chứ, vậy nghĩa mày. Ôi quay quay vậy trời, chị vàng rồi đây. Ủa chị vàng đá đi luôn em, lũ giờ mấy ít đây, bây giờ mấy ít. Trời ơi mập lù luôn, nghe đá nghe chưa, vàng kẹo nè, ngon là anh ăn là biết miệng luôn á. Rồi móc nó móc đáp dưới em ơi, hết sảy. Vũ gì nữa? Mới bị chàng chị mở vậy đó. Vậy hai con nước luôn đó, vậy không à, là mở mắt là được đâu. Thằng của em lấy nước muối sinh lý ha, em nhỏ vô ha, xong nó thấm từ từ ha, cái em lấy cái đồ rơ lưỡi ha, em từ nhẹ nhẹ ha, một thò ha, em nói anh ngủ ha, ghèn nó trong á. Ok, xuống lại nha mọi người. Còn chích điện nữa rồi. Trời em ơi, cái chê kem vô ơi. Cái gì? Cái chê. Cái gì? Ừ. Má hình như nó gì. Ừ. Cái chê mới vô mọi người ơi. Thấy gặp rõ ràng luôn. Thấy nó lên tim nó. Cái vô nó ủi mọi cái một cái đuổi đó. Cái gì vậy? Xuống nè. Nè. Đó. Thấy rồi chưa? Nó. Ê, cá chê. Cá chê nha mọi người. Trời ơi. Ủa, lên tím vậy em ơi. Rồi đó. Trời ơi. Dĩ ghê rồi. Ủa, chín dịnh cá. Dịnh cá lên cây luôn. Sướng. Em mãi sao? Rồi những cái gô bành kia luôn mọi người. Luôn không bự nhưng mà được cái mập. Nè mọi người. Ok, xuống lại nè. Xuống nè. Kéo. Lên không? Mày nó bự. Đã cho mọi người. Phơi. Kéo hả mày? Em tiếp theo nha mọi người. Trời. Ui, đã chứ trời. Trinh lên hàng đó nha mọi người. Kéo cái phao mà thấy ông thấy quên bấm máy luôn á. Ok. Lên nói chuyện không cá, cái phao mất tiền nó hay luôn. Ok, ngon lành chưa? Lâu lâu nghe. Đã nói lâu lâu rồi, em tin. Hello mọi người nghe,
Hiện tại thì bây giờ cái chỗ này nè mọi người, nước nó đang cạn á mọi người. Cái lỗ của Thái ngoài đó cái nó cá nó hết ăn rồi. Bây giờ thì Thái với Trinh sẽ đi qua bên đường bên kia mọi người. Đi lại cái điểm cũ mà Thái Trinh hay câu á. Rồi ok, bây giờ Thái Trinh sẽ tiến hành đi nha. Trong mấy tập trước Thái với Trinh câu đó, ở đây hết mấy lần đó mọi người. Bữa nay nước cạn quá trời cạn luôn nè. Cái gì? Có rồi móc hả? Không có đỏ không, hôm nay nó vậy mà. Rồi ok, bây giờ Trinh sẽ xuống đó câu nha mọi người. Còn Thái thì sẽ đi dài dài đó đằng kia nha. Cái vô đầu tiên ở điểm mới nha. Ngon lành chưa? Rồi ngậm ngậm. Rồi ngậm mồi, ngậm mồi rồi. Ngậm mồi rồi. Úi. Bự bự bự. Mày hả mày? Đã cho mọi người. Cái vô mập nè. Nè. Sướng không? Tiếp tục nha mọi người. Chín nữa nè mọi người. Cái gô nữa nè. Rồi. Quá trời đã luôn. Cái gô mập lù luôn. Thả xuống rồi nó ăn liền luôn. Rồi. Trời ơi đó. Đây, em cá gô tiếp theo nè mọi người. Ồ, nó mập nè. Mập lù luôn nha mọi người. Ok, hạ lỗ bên đây nha. Hạ lỗ bên đây nha. Ê ơi, ăn. Rồi dính rồi, dính rồi. Đó. Rồi, cá gô đã ghê luôn. Sướng đó mọi người ơi. Nè. Lên nữa nè. Ồ, mập. Phơi phơi. Tiếp tục nha mọi người, trời nó lên tim quá trời luôn kìa mọi người ơi. Đó. Đó. Ok. Ui. Chơi vàng nha mọi người. Nè. Con này cũng được nè. Không có to lắm. Rồi nãy giờ thấy lên tim quá trời luôn mà. Vô gọng nha mọi người. Ôi quá trời bự luôn. Đã quá trời luôn mọi người ơi. Chín cá liên tục luôn.
có thể nha. Để mình mở nha mọi người, vô thùng nha. Đó. Nhậm mồi mày, nó ngậm mồi mọi người, nó kéo một cái đuôi luôn mọi người. Nãy từ nãy giờ con này chứ không con nào chứ, nãy giờ nó kéo mình ba con dế rồi đó nè. Chim miếng cá vậy. Ăn giống cá trôi quá mọi người. Thôi. Anh ơi. Đâu? Được không? Được. Ừ, anh chín nha. Đã vậy? Trời trời trời. Mạnh gì vậy? Ôi. Đã vậy? Ôi, sướng sướng. Trời. Nó mạnh quá. Sướng sướng. Trời. Cái này dính. Cái này dinh bự nha mọi người. Nè. Bằng bàn tay mình luôn á. Ok mọi người nha, đẳng nãy dính con, nghe chinh la quá trời la luôn, dính cá trôi, cho nên hãy chạy lên đây nè. Sẵn câu đây luôn thử coi thế nào nha. Trời ơi. Gom mày, gom mày. Gom mày. Nè em bắt con đi. Con này bự quá. Nè. Các cô. Cái gì xảy nha. Hello mọi người nha, hiện tại thì bây giờ chờ cũng chuẩn bị mưa nha mọi người. Thì cái lỗ này chinh câu sớm giờ cũng hết chín rồi. Bây giờ Thái với Chinh sẽ quay hành quả cho mọi người xem nha. Rồi sớm này Thái nhảy qua đây mọi người. Thái nhảy qua đây xong rồi cái dép của Thái nó bị dướng dưới đây luôn rồi mọi người. Nè. Bắt đây nè. Còn này là bịch cá của Thái nè, hồi sớm này Thái câu thúc lần kia á, đi dài dài lại, Chinh thì câu ở đây nha. Lên em ơi. Rồi ok, bây giờ Thái sẽ rửa chân nha mọi người. Rửa chân rồi lên trên bờ, Thái sẽ quay hành quả cho mọi người xem nha. Cái túi này mình đã dính được 4 năm con cũng được không em? Trên đang đổ nước rồi nha mọi người. Hôm nay dính cá cũng hơi bị nhiều quá nha. Hơi bị cá xịn luôn á. Nè đây là cái túi của Trinh nè. Ô vậy mà trời, một đống luôn mọi người. Cá chê vàng là một nụi luôn nè mọi người. Còn này cá trôi nha. Nè, cá chê vàng nè. Bốn năm con luôn. Cái chai vàng nè mọi người. Chai vàng dính hai con. Em dính con luôn chị. Cái chai vàng bự là của em đó. Cái chai vàng bự nè mọi người. Rồi mở bắt con cá này ra đi. Rồi chim dính cá trôi bệnh chứ luôn trời. Như vậy trời. Nè. Cá trôi nè nha mọi người. Cái là chất lượng không? Đó một nụ luôn nha mọi người. Rồi ok, Thái Chinh hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Mọi người xem video của Thái Chinh nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha.